ngày 4 tháng 9, đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay có hơn 10.000 lượt người đến viếng mộ Đại tướng tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hơn 10.000 người viếng mộ Đại tướng tại Vũng Chùa đã được đăng ký qua điện thoại do có mối liên hệ trước, sau đó khách di chuyển đến xã Quảng Đông, được tổ bảo vệ của gia đình hướng dẫn vào thăm viếng trong trật tự. Lý do gia đình Đại tướng chưa công bố số điện thoại rộng rãi để đăng ký do điều kiện con người, vật chất đón tiếp còn hạn chế, khó có thể đáp ứng được lượng khách quá đông. Một số đoàn khách đến viếng mộ Đại tướng không có mối liên hệ với gia đình trước đó đều phải quay về. Cùng ngày, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, tổng số khách du lịch đến địa phương trong dịp lễ 2-9 năm nay ước đạt 160.000 lượt khách, tăng 60% so với dịp lễ năm 2022. Trong đó khách quốc tế khoảng 1.500 lượt khách, tăng 87,5%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 176 tỷ đồng. Ngày 4 tháng 9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, em Nguyễn Khánh Linh, cựu học sinh lớp 12A3, trường Trung học Phổ thông Vũ Quang, huyện miền núi Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, vừa được đặc cách vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Em Nguyễn Khánh Linh là học trò trường huyện duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lý năm học 2022-2023. Vừa qua, em đã đăng ký dự tuyển phương thức một vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Tuy nhiên, chỉ với một chỉ tiêu nữ xét tuyển theo phương thức này ở khu vực phía Bắc nên em Linh không trúng tuyển. Ngay sau khi biết thông tin, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, nghị lực vươn lên trong học tập của em Nguyễn Khánh Linh, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đề xuất với Bộ Công an xem xét đặc cách cho em được vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Trước đề xuất này, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã đồng ý bổ sung chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo phương thức một đào tạo đại học chính quy tại Học viện Chính trị Công an Nhân dân năm học 2023-2024 đối với em Nguyễn Khánh Linh. Ngày 4 tháng 9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty Lộc Phúc, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, với thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp tại Đồng Nai. Giá một lô đất khoảng vài trăm triệu nhưng công ty rao bán từ 2 tới 3 tỷ đồng. Ngày 31 tháng 8, các lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ công tác ập vào khống chế, đưa Nguyễn Văn An, tổng giám đốc công ty Lộc Phúc, cùng 185 người liên quan, trong đó có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty về trụ sở. Đồng thời, niêm phong, thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, thiết bị, hơn 2,4 tỷ đồng, 18.000 yên Nhật, 3.500 đô la Mỹ, 24,3 lượng vàng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai vào giữa năm 2022, công ty Lộc Phúc tuyển mộ gần 100 sinh viên chụp ảnh những căn nhà đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh rồi đăng lên website công ty và trang web chợ tốt để rao bán. Khi khách hàng yêu cầu đi xem nhà tại thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ được các đối tượng hẹn tới một quán cà phê đã định trước rồi đưa khách lên xe chạy tới các dự án ma ở Đồng Nai. Trên xe đã bố trí sẵn những diễn viên là người thất nghiệp, lớn tuổi được công ty thuê để tiếp cận, lôi kéo, dụ dỗ khách tham gia giao dịch. Trưa ngày 4 tháng 9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết, Công an tỉnh đang phối hợp Công an thành phố Thủ Dầu Một khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc nam thanh niên tự tưới xăng lên người và châm lửa đốt trước cổng một cơ quan. Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, cán bộ trực chốt tại cổng bảo vệ Công an thành phố Thủ Dầu Một phát hiện một nam thanh niên đi bộ đến trước khu vực cổng cơ quan, rồi lấy một túi ni lông có chứa xăng và ném vào chốt gác bảo vệ cổng của đơn vị này. Sau đó, người này tiếp tục lấy trong ba lô một túi ni lông có chứa xăng và tự tưới lên người rồi châm lửa đốt. Lúc này, lực lượng công an thành phố Thủ Dầu Một đã nhanh chóng dập lửa, đưa nam thanh niên đi cấp cứu. Qua xác minh ban đầu, nam thanh niên sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú xã Minh Sơn, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Người thân của nam thanh niên cho biết, nam thanh niên có dấu hiệu tâm lý bất ổn, thần kinh không ổn định từ trước. Ngày 4 tháng 9, ông Ngô Đức Hiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết địa phương đã đến thăm hỏi, động viên cùng gia đình của ông B, sinh năm 1979,
người đã tử vong khi tham gia dập lửa ở một đám cháy rừng trồng trên địa bàn vào ngày 3 tháng 9. Theo Ủy ban Nhân dân xã An Phú, khoảng 11 giờ 44 phút ngày 3 tháng 9, tại khu vực đồi núi Chấp Vung, giáp ranh hai thôn Chính Nghĩa và Xuân Dục, xã An Phú, xảy ra một đám cháy thực bì ở rừng trồng. Ông B đang đi thăm rẫy ở gần đám cháy đã đến hỗ trợ lực lượng chức năng khống chế lửa. Tuy nhiên, trong lúc dập lửa, ông B bị khó thở do ngạt khói, sau đó bất tỉnh. Nhiều người đã đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để cấp cứu, nhưng ông này đã tử vong vào khoảng 3 giờ sáng ngày 4 tháng 9. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn để xem xét các chế độ, chính sách nhằm làm căn cứ hỗ trợ hoặc kêu gọi nguồn hỗ trợ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình của người đàn ông. Ngày 4 tháng 9, Hạt Kiểm Lâm huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và đang chăm sóc một con trăn đất thuộc nhóm 2B, có trọng lượng 24kg, dài gần 4m do người dân phát hiện tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. Hiện đơn vị này đang hoàn thành các thủ tục pháp lý để thả con trăn về rừng tự nhiên. Ông Lê Anh Chương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cam Thành, huyện Cam Lộ cho hay, con trăn được người dân phát hiện tại một khu rừng sản xuất thuộc thôn Phan Xá Phường. Thời điểm người dân phát hiện, con trăn đang nuốt một con dê có trọng lượng gần 10kg.